Cửa hàng nhà động cơ xin chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên cửa hàng em lên sóng nhiều đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hàng tay dài mini nhỏ gọn nha mọi người. Đến từ nhãn hiệu của Echo nhá, Yamaha ha. Đó, mã số của em này là CSI3400 nha mọi người. Hàng hệ đời 4 số nha. Đó, thích hợp cho anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà. Anh em cũng có thể leo tỉa cành được hoặc là lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy, cầm vừa tầm vừa tay ha. Đó, mã lực của em này là 34cc. Đó, và đặc biệt ấy là nó có bộ phận thiết kế cho mình bộ phận xả hơi này. Nên anh em leo tỉa cành, đó, gọi là leo trên cây hoặc ở dưới mà giật nó nặng nên mình bấm một cái nút xả này là giật nó giảm giật hơn so với bình thường rất là nhiều ha. Đó. Thì lam kiếm này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 mà các cây là 35cm, xích chân 25 nhá. Đó, lam xích thì rất đẹp, các cái đầu là rãnh là chưa dập đầu và chưa bị tè. Đó, xích thì bên cửa hàng đã rũa sẵn rồi, về anh em chỉ việc cắt ha. Đó, xích còn khá là dày nhá. Nó nằm ở trong cái phòng ngủ á. Ốp lam là ốp lam hai ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Tăng xích của này nó nằm đằng trước đây, nó còn vít dẹp này, đó là con tăng xích ha. Bên phía mặt má ốp lam là tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn nhá mọi người. Đấy, Echo Yamaha ha. Đó, mặt đằng sau là các tem hướng dẫn sử dụng còn nguyên này. Đó, lốp mặt tiền đằng trước đây. Tình trạng máy là riêng nguyên bản bảo hành nòng 12 tháng nha. Anh em mua được tặng kèm 3 món đồ theo máy nha. Buji rũa pip mở buji mọi người. Đó, và có núm bơm xăng phụ này, e nằm ở dưới này, và đây là nắp bình chứa liệu xăng pha chung với nhớt. Nắp đằng sau này là nhớt thải mua chưa làm xích nha mọi người. Đó. Có chữ Casuco không? Ở trên cái lam á. Đó, lốp mặt tiền này trước ha. Và đây là có thắng xích nha mọi người. Đó, có thắng xích đầy đủ luôn ha. Viên phía mặt má hộp giật và tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn. Không phải. Không có. Bên trong cái phòng trong nó đấy đấy, nó nằm ở khu vực tủ ấy. Đó, bên đây là cái bộ phận xả hơi, nó nằm bên trên ha. Đó, mã số seri của máy này. 001787 Mark in Japan nhé mọi người, hàng chuẩn của Nhật Bản nhé. Chờ một xíu. Đó. Và giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tới máy nha. Bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Nếu anh em nào có nhu cầu mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Xuống là tắt đẩy lên là xà nha mọi người. Anh em nghe tới máy ha. Gan ti em bấm nha mọi người. Có bộ phận xả hơi này, nên anh em giật nhẹ nhàng mình bấm vào nút xả này là giật nó giảm giật này. Tích nhà nổ nhá. So bình thường là nó giảm giật đi rất là nhiều ha. Bình thường anh em giật hơi này. Đó, rất là nặng nha mọi người. Nhưng mà nếu anh em bấm vào nút xả này là nó giảm giật đi nhá. Nó như xì hơi mất hơi ha anh em. Đó, giật rất nhẹ nhàng. Xích Echo Yamaha 3400 nhá. Giá của em này là 2.200.000 đồng nhá. Nếu anh em nào có nhu cầu mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người.